Hello chào mọi người. Vậy là mình đây. Chúc các bạn xem live vui vẻ nhé. Chúc bạn buổi tối vui vẻ. Gặp nhiều may mắn xem live em. Thật là vui nha.
Dưới này những cục nào được? 9 2 6 6 áo của gì đấy? À, nó bắt chéo. Không phải bắt chéo đâu, nó xẻ hai bên. Nó bị trong nhầm áo rồi. Áo này đâu? Tạm biệt tất cả các bạn nha. Mất cái gì được bây giờ rồi. Sao ở dưới ha? Điện lại em đâu nhỉ? Điện lại thế nào? Em lúc mà mình đặt hàng ấy. Đặt nhà mồ ơi. Đây mà. À, nó vỡ ra. Bắt chéo ra. Đúng rồi. Đằng sau có cúc mà. Chứ nào. Để cúc ra đằng sau. Rồi. Hiểu rồi đó.
đầu ta chua dai tặng ngay tấm huyết dưỡng ấm trong tóc à, trên tóc ta chua bước lại vừa đau xong chị giống em tay chị nhung em tưởng chị nhung làm cho em rồi làm gì cơ có gì cả chị nhung à lúc đi đấy hả em sao em chỉ cần đến đầu cái đường để ra nhà xe á ra chỗ để xe á ô đã thấy con Yến đứng ở đấy rồi đã bảo là tránh rồi chị hôm con Yến đi sớm hôm nay em bảo là 7 giờ đến là nào mình cũng về 7:30 à mình cũng về 9:30 thế nào mà đến chỗ để xe đã thấy con Yến đứng này nhưng kiểu rủ nhau đi muộn đấy đúng không em không bảo 7 giờ rồi ý là không phải là như thế mà là lúc nào đi cũng phải gặp nhau đúng rồi đã đi em rồi lại còn đi còn gặp nhau nữa Xin chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại. Sau những giờ mình đi về, mình tắm rửa thì mình đã quay trở lại. Mình sẽ lại like game cho các bạn. Mời các bạn chơi game với mình nhé. Chúc các bạn xem like vui vẻ. Ồ, về hai ca hư rồi mày làm sao mày làm sao sao mày làm sao sao như này mình ở đây không bạn ơi mình gội đầu rồi không bạn ơi mình gội đầu ấy nhá mình gội đầu rồi mình không một cô gái tóc mét như chiều nay nữa mình gội xong rồi đấy mình mới la kìa chị đang cố nhìn cười
Ai sợ ai nhất cất cậu đầu ấy. Dạ. Ai có thù với anh bảy á. Đây đúng là bảy rồi. Vấn đề gì? Cắt thẳng cắt còn hơn. Cắt thẳng cắt còn hơn như nào? Cắt xấu vậy. Cắt tắt còn kém như nhìn nó thằng ngốn. Ơ cô ơi, cô gái cô đi nhuộm tóc mà. Chị làm quà cái gì? Mạng mình ra rồi ạ. Xem lại cho em cái dây mạng không hả? Mua mạng rồi mà làm sao ấy? Sao? Bắt mãi anh được chẳng. Không làm được gì. Nhưng mà mất mạng rồi. Hai chuột. Cũng cắm sang ổ mạng khác khác nhau chả làm gì. Hai chuột. Sao rồi bên hai đơn bạn này? Anh đi. Đã có hai ổ bạc đúng không? Bên này 6, bên này 7. Sao bên này 6, bên này 7? Không, đang cắm hai ổ bạc ngay ở cây này. Rút bổ đó. Rút 1 rồi mà. Cắm 1 đây. Cắm 1 mà. Chưa. Chưa. Đi đi. Chắc có bạn rồi đấy. Bên này. Nhìn sao là có bạn không? Khá phần trăm có bạn. Bạn chỉ bên này thì ở thứ gì? Được, mà vẫn phải lưới chuột. Hôm nay không làm được.
chẳng hạn như ngưng vậy đi. Bây giờ cái này em chỉ ấn này thôi đúng không? Để ấn lại mới tắt thôi đúng không? Vẫn phải dùng bằng phím. Phím một lần thôi đúng không? Thì bây giờ thì cắm cái rút ra rút vào nữa. Ổ. Được, không làm thì anh cắm một có một ổ nào thì cắm chung một ổ đi. Mà đẹp thật. Đẹp. Mà đẹp. Cái này có bán. Đúng không? Cao hết. Ai nhận hàng chị không?
Đây tao hỏi đi. Nhưng mà mình cắt tận anh cắt tóc nhuộm tóc. Được nhuộm chưa? Được. Ê ơi, xem một cái quả review phim ảo quá trời ha. Nó hiểu cái gì? Giờ đó. Em hiểu chứ chứ chết nhau. Tình này bị ảnh rồi. Mất luôn quả thật. Nga bị ẩn hết rồi. Em sẽ biết bị ẩn thế nào, em chỉ bị phổ biến thôi. Nó ẩn hết ở trong này này, đây này, bao nhiêu cái luôn, nó không hiện ra ấy. Điên rồi. Say nắng thật sự ấy, không hiểu tại sao mình lại say nắng luôn. Say nắng hay say anh? Đây đó, thích say nắng không? Nhất định là say nắng rồi nha, đừng say anh. Sao được chán, sao được lỡ yêu mà chắc tin là ta không xong. Sao được chán, sao được lỡ yêu mà thật rồi. Nếu không
Ăn cơm, ăn linh tinh. Các bạn không cảm nhận mình ăn hơi nhiều. Càng béo hơn. Không. Vừa ăn no xong. Đau nhất là đói. Chờ một ngày mà hết trái trường, chờ mai tối lá trường, trời ơi cứ mất mạng hoài như vậy, lót đi lót lại như vậy trời. Cầm cái đấy nữa. Để
Bây giờ đây không dùng được, tao muốn học quá. Em đã có webcam gì nữa. Không có webcam nha, không có tai nghe. Em đem webcam đấy, có người đưa mic với tai nghe cho em. Nhưng mà tai nghe là của em. Webcam là có phải của em đâu. Nhưng mà webcam đấy là mỗi người một cái nữa. Để... em phải, em có cái hơn này, em phải cho, em có bát cơm em phải cho, người ta bắt cháo thì. Nhưng mà ngay có cái tăng mic màu xanh xanh đấy em lấy cũng được, được mà em đeo cái đấy trên vai nó cứ tụt xuống cổ em ấy. Mình dính rất là muốn ấy. VPS của em anh mở ra hộ em. Em nhờ anh giúp một việc đấy thôi. Không biết anh giúp em được không? Em cho anh nghe, anh nghe gì? Thôi, tự đối. Tự mở. Hả? Thôi, tự mở. Hả? Em nhắc một lần thôi. Không nghe được thì thôi. Cầm đọc chuyện. Okay. Đây mọc đầu chuyện lấy ba lô này. Đã. Đây mọc chuyện bên, ở bên Lưu Thiên Vinh. Cái gì ạ? Đây mọc chuyện ở bên Lưu Thiên Vinh hết ba lô. Không có đọc chuyện đâu, em nhầm cây mà. Đây có một chị Nhung với chị Điệp và đi đọc chuyện rồi. Chị Nhung với anh ạ. Alo. Chị Điệp. Cô phỏng vấn gì cả? Mấy tiền mình lắc được trái cái nào được mà vẫn cầm dí mồm cả lồ được. Thế là do cái gì anh? Quân à? Đây này, hôm nay sưng chân lên nơi này. Mảnh ơi, mày say anh Hoàng à? Em đang bảo chị Nhung đang say. Mảnh đi nhanh đấy. Say cả anh. Ô, sao tao lại say anh Hoàng? Em đang bảo anh nào đâu? Ở đấy. Thế
sang Hải. Em đang nói thế. Hay là sang Quang. Hay sang Quang. Yêu bia muối hả? Ba thằng này là sự. Hay sang anh Yến. Ba gì nữa? Cái gì? Ai? Là nó bảo đi uống bia. Tây đừng say anh cái gì ấy. Đấy. Thế là cái tao à? Mày thấy tao á? Ê sao anh Hoàng? Anh Hoàng thì không thể rồi. Ê anh Hải không ngủ lúc. Thế là mới ép phải Hoàng hay say anh Yến. Anh Yến rồi. Đi. Không có tài. Đi vòng đi. Yến này, chị đang bị ngồi. Có những thứ bên ngoài vô cùng đẹp đẽ nhưng bên trong chẳng ra gì. Anh cầm mắt. Chị Điệp. Em đang bị ngồi. À con ổi không nhỉ? Đây. Em thấy con ổi em là con ổi. Con bánh này kìa. Bánh. Con bánh bánh được. Có những cái bộ lấy cho anh. Con bánh được. Em lấy dậy. Không đây mày bán con đâu nữa. Xin lỗi. Mày trông mặt mặt tao đâu. Ra để đấy không? Bánh là anh tài sức đâu máy. Em chó này. Mày nhìn lại đi. Bạn lấy đồ cho bạn lấy không? Đây. Má nhìn quần anh bánh kìa. Nhìn quần quần anh bánh kìa. Ây à. Mẹ ơi. Mày đánh bánh lại đi. Mày ơi con chó đâu bắn tao này. Quần rách. Rách đi. Mày còn thích bắn không? Quần này nó mục rồi. Mục kìa. Xin lỗi nhá. Điều kiện cho anh Mai mua quần mới. Không có tiền. Anh Mai ơi. Mày xin lỗi đi. Mày sao nó bắn? Nó bắn đùi lắm. À bắn trước. Nó bắn nó trúng mày đâu. Anh Mai nghịch đó. Đi anh Mai cắt tóc xong nhìn trông mô mố nè. Anh Hoàng cắt tóc không? Đây bạn này kéo căng lên, tay này ra. Kéo căng lên, tay này bây giờ nó giãn rồi, nãy là nó căng. Nhìn trông kiểu... Không nghịch với mày à? Bang chủ. Điên à? Bang chủ một cái bang. Tao đã bảo tao không nghịch. Anh Giang là cái gì Giang nhỉ? Anh Giang. Nghĩa. Giang ơi. Đây. Anh Giang. Anh Giang, gọi. Đây anh làm gì vậy? Đến gì? Ông hỏi biết. Ông hỏi trong... Biết đến chị. Bắn người ta đau vãi chửa. Giang với. Anh chị, anh Nghiệt. Giang Nghiệt. Nghiệt ngâm. Đúng
Không đăng ảnh cùng đâu. Không đâu. Không có biết này nào luôn á. Không biết không biết cho anh. Cô chị. Lúc của anh là gì? Giang chị. Ê, em tìm được nhà hả? Mỗi người 50.000 nhá. Cái gì? Em của em mà. Cái gì? Giang chị. Này mày thấy gì chưa? Cái chó này. Chả bao giờ cái vòng điện bắn được như thế nha. Thế mày thử xem cái chỗ này là chỗ gì, chỗ này là chỗ gì? Đây bắn đi, đây. Chỗ này là chỗ gì? Chỗ, chỗ này là chỗ. Bây giờ mới thấy đau. Ui. Hãy để giật. Quả báo thì sớm. Các em từ gì? Nhung Nhung ơi. Các em muốn gì? Nhìn quá. Ôi, các cháu chứ. Các cháu với gì? Thì sao thấy được? Sao không thấy? Không thấy được đâu, chỉ bảo chị thấy thôi. TikTok đúng không? Hay là gì? Facebook á? Vãi ôi, gặp ảnh. Ơ, mình kết bạn chưa nhỉ? Chưa. Chị Nhung à. Mày kết bạn ta đi. Cầu chưa để cho cưới cưới mà lúc tìm thấy đâu. Điện thoại đây. Mày tìm phát được luôn. Sao tao sẽ tìm ra chưa? Facebook á. Của ai? Anh ta. Đâu. Em nói cho chị ra đây. Em đâu có bảnh á. Em nói chi tiền ra cái. Xem lại kìa. Ồ, khá bảnh. Đâu, chị. Đâu xem nào. Nhìn nó ngáo ngáo ấy mày ạ. Nhìn nó thật là thêm bảnh ngáo. Anh á. Cái con này con gì? Yến cười sảng khoái luôn. Yến cười sảng khoái. Để do cơ địa, vui lắm không hỏi có nghẹn hay không. Đâu, gửi cho quả linh Facebook anh ra nào. Đi đi em giờ. Đi. Anh ngắn là chị dài. Tìm Facebook anh ra. Ngắn là chị. Chị dài. Chị dài á. Quỳnh Điệp đi. Quỳnh Điệp đi. Địa. Điệp, Điệp. Đến tao là gì mày mà đi à? Anh đây là chị Quốc Gia. Uông Vi dài. Đấy em gọi là chợ thưa. Đây em gửi cái này. Cái này đi sau chắc đấy. Em gửi lên nhóm luôn. Chị lại cái thằng này. Tìm cái kiểu gì không biết nó con. Tìm do này. Sai lầm của anh Giang. Em tơ xong rồi thì gì. Anh Hoàng một thời đấy. Này đi giang chỉnh một chữ nở đấy đâu đấy đúng kia này đúng rồi phải đâu đừng tại lý đến bạn nghe giang không chịu chấp nhận các bạn luôn đến từ ba hàng tình trạng tập thân thêm bạn mình nghe chưa thấy đâu đã chấp nhận không có thấy đâu mà chấp anh nhận anh Giang sao anh xấu này sao anh lại có thể bạn bè với lại một cái danh người đẹp trai này được nhỉ đâu ai hot ở trên Samsung mà Nguyễn Tuấn Anh nó đối diện nhà anh à đâu thằng mà đợt mà lặng mà đi hot ở trên Samsung ấy thằng mà cái đợt mà nó đi thi cái gì đấy đây hot hòn luôn nó cần em
sao anh có thể bạn chung là bạn bè với em một thằng đẹp trai này nhỉ? À có sao em cũng hiểu này. Thằng này 98 đi. 98 mà. Thằng này đẹp trai mà. Nó 210 TikTok của em. Em cũng được 210 TikTok của nó. Được được hay các chị? Ờ. Sao anh Giang lại có thể bạn bè với một anh đẹp trai này được nhỉ? Mà anh Giang lại đẹp trai hơn đấy. Đây đây, nó đây đây. Đây chụp ảnh cùng kia đây. Thấy rồi, nhưng mà cái ảnh, nhưng mà đẹp bạn chưa nhìn Nguyễn Việt Bắc. Nhìn chụp ảnh cùng nhìn trắng thế ấy nhỉ. Nhìn thần ghét. Sao nhìn cái ảnh nghĩa này. Nhìn giống anh quánh ấy nhỉ. Nghĩa rồi anh. Thành câu cá à? Học hành chữ nghĩa chi mi 3 năm chưa biết chữ nghi là mà là cái gì? Cho nghe lần nữa. Không hiểu đâu. Em học về thôi. Đây á, đây là anh Giang ấy chị. Anh Giang không tiếp nhận cái bạn em à? Thế đâu mà tiếp nhận. Em vừa ấy không? Sao này thì thấy? Em vừa kết bạn xong, anh không xin nhận kết bạn em. Cái đầu như vậy thôi. Có cái gì? Hồng Nhung, tìm. Sao không tìm? Nó đến thì nó chảnh chó thế cơ mà. Sao anh không kết bạn với Mốc của em? Anh đi thôi, kết bạn là mấy nữa là mày nguy cơ đấy. Anh phải có bạn báo đi. Nhung ơi, Nhung, tao nhìn xa xa tao tưởng. Anh phải hả? Bánh. Sao anh không thể mặc cái bạn mặc quả quần nhìn xa xa cứ tưởng đâu cái từ khóa đấy nhìn lại em ạ thì đấy người ta nhìn xa xa tưởng nhìn đó nhìn của anh này thì giờ mà nhìn xa xa tưởng chị ơi anh bánh ạ anh không chấp nhận cái bạn em. Em thấy anh chảnh phải không? Sao anh không biết bạn với Phúc em? Thấy. Chị Nhung có thích những người anh không ạ? Em gửi rồi anh không thể trả lời luôn. Thật tình cơ. Anh kết bạn với Phúc em đi. Đấy, anh không nhận rồi. Nhỏ ảnh thế. Em chưa thấy đâu, nhiều ảnh hơn cả em. Nên xóa hết, xóa bớt rồi. Đừng nghĩ đến tên của anh Giang cái. Ai họ Facebook của anh Giang. Thế là xong rồi. Chỉ có như... không có ý đâu mày, con trả lời. Đẹp đấy, nghĩ sâu xa đấy. Nghĩ sâu xa đâu? Chị ơi. Nhưng chàng trai đi selfie được. Selfie. Selfie kệ. Selfie kệ. Mày chấp nhận cái bạn là mày sai lầm rồi đấy, mày. Yên tâm đi, tưởng em chẳng đang cái gì đâu. Như mấy cái ảo quái ấy đó chứ. Nó điều tra đấy. Kinh ngờ. Nhìn mẹ sợ quá. Sai lầm của tôi chị ạ. Là cái bạn với hai bà này. Làm tâm. Bạn của anh Giang còn giấy đẹp hơn mọi người ạ. Ủa đó. Đừng nhòn, anh Giang có người yêu phải không? Không phải, đây là anh Giang gái. Chị ơi. Chị lấy cái gì? Trời ơi, anh Giang nó hủng á. Rồi. Làm cho bạn.
nhờ anh ấy. Anh bảo nhờ. Anh bảo nhờ anh mà. Ngày xưa rồi. Ai cũng có quá khứ. Quá khứ của nhân vật tệ hơn. Quá khứ đồ thì tận giờ. Quá tệ. Phòng em 56 hả? Ngọc Trinh, anh bảnh gốc của phòng em 56. Vợ nhỉ? Ngọc Trinh ấy. Chị đi. Phòng em 56. Này, ơ, cái anh đập vai này có phải anh đấy không? Được. Anh đầu tiên này, à, ừ. Bán nhỉ? Ừ. Thế nhưng không phải sao ấy. Nhờ, anh đập vai thế này. Chị Như ơi, tao nhìn sang bánh này. Nhìn lắm. Không nhìn nó buồn cười lắm. Nè luôn. Không thể nhìn được cười luôn đấy. Kiểu hai hai nhìn đi. Chó cắn bắt đầu sưng rồi. Chó cắn này bắt đầu sưng vù rồi này. Đau. Tí này phải bôi thuốc luôn rồi. Chân em nó không một cục đi này. Chân em nó không một cục đi đâu này. Sao tìm răng chỉnh lấy răng với Tùng nhỉ? Ít răng có mang đúng không ạ? Ít răng. Trước khi chụp ảnh trong ngoáy rồi đấy. Cái đũa thì chọc dùi. Em có mang đúng hả? Mày dùi cơ, kính quá. Sai lầm của chị ạ. Là cái bạn với hai bà này. Người cơ. Nào, đặt bức ảnh đấy. Chị Nhung, đây như nào. Bật ngược lại ạ. Đấy ngược lại. Đấy. Chụp đi, chụp đi, chụp đi, chụp đi. Nào. Mày thấy được, mày kết bạn với nó, mày thấy nó điên chưa? Cười, cười từ ngày. Quảng cáo cái bà xấu thế. Bé ơi, quấn chứ. Sao nó không biết quảng cáo hôm nay, quảng cáo nhiều lắm nhỉ cái game này. Em đủ 250 rồi. Mãi vẫn không lên được 4k ảo à, vãi trưởng. Bị con bà chưa được đủ 2k này. Nó bảo mày đủ copy rồi. Em làm cho xong đi. Em like đi, chỉ like đi. Em bật nam rồi. Con bật nam rồi. Gì? Hải ơi, mạng cố định chưa? Cái điện thoại rút. Anh lai đi. Chào các bạn. Chào các bạn. Bây giờ, bạn xin bây giờ vui vẻ. Lai cho nhanh nó xong cái đấy thì còn còn đi bắn cái việc khác nữa, còn làm việc khác nữa. Gracias.
Nhưng đủ capi rồi. Thank you.
Mấy cái con rồng ở dòng sóng mình này thì ai làm một con? Đúng rồi. Còn bao nhiêu anh ạ? Nó đang làm đấy. Ờ, có thể quăng ai, ai quăng ở dưới mình có. Có không quăng ai á? Có mình ai. À, em có bao nhiêu làm? Ai 6019 đấy. Ai 6019 đấy. Anh. Em bắn à? Ừ. Đổi tên em bắn đi. Em đi đổi tên. Mà nói tại nào ấy? Interwon, Interline. Bắn được thì đánh cái đuôi cho mình hãng này ra. Rồi cho mỗi một lít xong thì là hai ông cu hay là cái ôi hồng. Bắn hướng vậy? Cứ bấm không? Dũng ơi! Cứ bấm. Trong cam chân rất dài đấy.
phát thêm thẻ vào không phải anh mà. Thì đoán phát một người nhanh. Trèo xuống 4-5 con này. Em dùng hai cái thẻ thì nó mất thời gian, mình cứ bắn phát thôi, mình bỏ đấy. Con không được thì mình bỏ xong đi làm cái cô mỗi giang bắn được 21 đô thì chiều giảm đâu. Thẻ đi thôi. Thank you.
em 21 thôi nhỉ, cứ còn 21 đi. Hả? Cắt dẻo nhỉ. Ừ. Cô bán xong bỏ đây. Ừ, nhưng mà kiểu toàn 21 thôi. Ta là lớn, em ra thay thẻ em hỏi. Hỏi mà có đây không đấy. Ba thêm thẻ nhưng mà bán nhiều lần. Nhưng mà có ad được vào con nào đâu mà bán. Ở trong ấy có thẻ sẵn rồi đấy. Trong ấy vàng ad thẻ sẵn rồi. Chơi ăn ác thì kiểu mình lấy thêm mà lúc còn 21 đấy. Chưa bảo tôi đang nói cái gì đó, từ hôm qua thì bảo không mấy không thể như tôi làm cho nó xong đi. Được bao nhiêu mail ấy đắt thì làm cho hết đi. Mà mọi người tách áp xong mọi người để đấy thì bằng không. Nói từ đúng vào làm rồi. Cái mục đích để mình tách áp vào thì xong rồi thì to lại thì cho bèo chất, sau này mình làm công việc khác. Ít cô bây giờ 1-2 hôm nữa, ít nữa nó khác đấy. Nó khác phết, bây giờ không mua được thẻ ít cô nữa. Bây giờ đúng mail backup đấy, tạm mã auth hết đi. Xong đem về đâu vào về cho chạy. Cho một kênh link giúp vào cho chạy. Cho chạy view. Tạm mã auth để cho lỗi chết mail. Cả tầng 3 hôm nay họ bắn như đi cơ ấy, phòng tầng 3 to ấy, họ có đi cô đâu. Bảo từ sáng qua đến kia rồi, chiều tạm dừng nghỉ. Bắn tập trung vào bắn mấy con trẻ tơ bắn cho khăn đi to hết đúng ba cũ con nào ít thì hay là con nào đẹp hay không đẹp thì ghi hết vào mỗi người bắn được chục con bỏ đi chả bắn được. Ừ, thì mèo nó cái tỷ lệ nó thấp thì chuyển sang mèo human. Cái đấy là do là xem được nó mà mặc định của nó rồi mình bên mình đã bắt nó làm từ đầu rồi thế rồi bây giờ mình chỉ xem được view thôi đúng không, hôm nay xem qua rồi giờ chỉ có view YouTube thôi chẳng biết xem được gì nữa. Ấn cái kia bây giờ phải nhắn cho cốt cho nó xem là cái phần trợ cơ của nó là chạy như thế nào. Còn mình đang xem được lúc thì mất chỉ kẻ thôi mình mất điện. Với lại bây giờ ấy, cái của nó có để mặc định để cố định IP rồi, có để nano đụng mà thì mình bây giờ mình kiểm soát không được, mà bây giờ mình cũng có IP mà đã cố định rồi, mà hắn mà là tạo cái gì có IP rồi. Bây giờ nuôi mèo thì chỉ ném vào cái tool view thôi, cho cái tấm mèo lấy tấm mèo chạy view bỏ ra làm. Từ đầu tuổi là mình con từ ngày mai không con làm xong một việc đi
đâu là đâu. Đấy, nhất là email tập view xong rồi làm email đấy. Nhưng mà nó rõ cái là bây giờ nó là nó đúng lên. Thì bây giờ bỏ cái đúng lên, một giờ đúng lên TV đi. Quan trọng là email với tôi. Còn đứa hôm nay thì nó gấp thì mỗi người cũng được 4-5 trẻ con. Nhưng mà tại đấy nó cũng chết thì chả đọc thì đấy cũng chết đi. Tại vì nó lại nó linh hôn thôi. Người nào chả bảo là cuối ngày bỏ ít công ra check lại. Chỉ tiêu không ai người ta nói, đâu cả. Dạ, trừ vào một tiền nào, chỉ tiêu một người đâu.
Nhau cái tao nhìn như thằng cướp đi. Hai thằng nhỏ nhau đi kiểu hai thằng đi đi thu 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 gì nhỉ? Người ta hay gọi gì thu gì nhỉ? Thu hộ à? Thằng với thằng bố mày đi. Bán Nguyễn Thanh cái gì xong nhỉ? Mấy con NG toàn bị lỗi này không phải? Lỗi gì? Nó vào nó không muốn bay được. Là nó cứ quay quay rồi á? Là nó phát được bị error rồi đấy. Không nên phải đổi đúng IP của nó sao ấy. Nếu mà nó không... Không phải đua được đúng không? Ừ.
Hai con 6023 này, 6024 em vừa bắn xong rồi hả? Dòng 6023, 6024. Hai. Ừ. Hai con lúc em đứng này, em bắn đi. Hai con là dòng 6023, 6024 này. Với đặc trưởng đấy. Mũi chuột em để đấy mà. Ở đây, bánh. Cục lên luôn. Mấy con mà hôm trước mình bán nhiều tiền hay bán được. Mai sẽ có tính chân dễ
Chị toàn xét ai nhiều? Thank you.
Nhưng mà nó cũng cùng chiều với mặt mặt em bên này hơn. Nó là cho sang bên đấy em đỡ kỳ tai. Đỡ kỳ. Mà cái lỗ của em nó không bị kỳ đâu. Chị cả mấy năm mà đi đeo lâu lắm rồi ấy, từ các phải từ đợt mẫu giáo ấy. Chả có gì giáo hoặc cấp một có đeo, cấp hai thì chả gì đeo mấy. Xích á? Nó tìm làm sao được? Cái gì? Nó tìm làm sao được? Tìm được không? Sao chả tìm được? Sao tìm được? Anh thấy người ta bảo là... Có các cụ có mẹo thôi. Anh thấy người ta bảo là chỉ có rộng ra thì chỉ có tìm được. Hay nè. Đây mẹo, ngày trước em có cái xa. Em sâu một cái bồng à? Thử cho một con thử vào xem. Bán được. Con gì? Mẹo chết ăn. Mẹo gì, chả đau gì cả. Em chả còn quần cái quần chiếu ấy. Cái chiếu ấy. Bây giờ công nghệ dần đi bấm hết. Nhưng mà bấm nó đầu có chảy nhiều máu. Bấm không ra máu. Nhưng mà chỉ có không ra máu. Không, nó kiểu bố cái gì vào ấy. Em bấm một phát. Không phải rồi. Bên tay lâu ngày không đút thì nó sẽ tỉ. Thế cái chỗ kia chắc là nó cũng nhanh tỉ lắm nhỉ. Đây còn người ta bảo ấy xong ăn rau muống thì nó nhanh liền này. Ăn vào lâu không đốt đâu, thịt đó chỉ nhiều bạc nhẹ thôi. Nó muốn sôi vào nhẹ nữa. Con bắn gì ấy bắn? Nào con đang chở bằng ngây thơ lắm. Tơ bắn thích lê lĩa này. Ngoài rồi. Nhìn nhau. Lấy hết của tao luôn đi. Mà yếu lắm. Trời ơi, con thẻ nào được con thẻ đấy mà bây giờ ai làm 21 nhỉ? Thì đấy, chị ai cũng toàn 21 rồi này. Ai được. Thì đây toàn 21 rồi này. Mà chiều nay ăn được bằng mèo luôn ạ. Cầm cầm bỏ luôn. Hết ăn mà không hụt. Hết ăn ra đâu. Quên. Thế thử được không? Là cái nào? Số tiền. Có đau không? Không bị đâu. Con thẻ nó áp bị nhiều quá. Nó sao áp được bằng nữa. Một con thẻ 3, 4 con đồng bên. Đau. Em gì mà đau? Ừ, có sự có xanh nhỉ? Nè, thích ăn màu kìa. Em thật tình cờ nhé. Thấy hải bán rất ăn hay gì đấy? Quê đấy. Đấy giờ bạn đi cô á. Ôi. Đang Inter. Chẳng nào.
đâu. Bán thêm vài con inter nữa mà không được thì thôi. Bán inter đi, ngoài của lâu ý được bán cái cồ đấy. Anh mà vừa ăn gì mà chuyện sang Inter bán thì thôi chứ, mà bán Inter nên bảo nào mẹ bán thế thì thôi. Cơm mai chuẩn bị một tinh thần bán Inter cả ngày nha. Nhưng mà bạn vẫn đang tìm hết ai kìa. Chết A là hình như là sâu đâu nhỉ? À vô ác rồi, trong này không bố rồi. À nó là sốc sâu gì mà nó khó. Đấy, cái gì nhỉ? Cổ cũng cơ. Cổ chân ai là gì cũng sâu Africa. Đúng rồi, đúng rồi. Sâu Africa. Cái cơ quốc của Hoa hậu. Nghe quá. Nhớ là sốc sâu gì mà sắp S-O-U, anh ghi S-O-U là ra. Đúng rồi. Nghe rồi, nghe rồi. Sophila, cái gì sâu sâu nhỉ? Soda, soda. Soda. Người ta bảo người ta xem hoa hậu là trả lời kiểu đúng không? Miss Universe. Ghê. Ờ, ghê không chị? Ghê. Xin má, xin rồi. Miss Universe luôn. Bắn ra đi để cho em nghe đấy để nó không nhai được. Bao nhiêu? Ta còn chưa đủ coffee này. Coffee nào rồi? Alo. Không được đâu. Mình cần kêu bao nhiêu nhỉ? 2, 1, 1. Chị 800 lắm. Lô Quang. Lô Quang này hơn làm. Tối nay mình sẽ dậy ngồi gì đâu. Tối nay lại bị ăn ấy rồi. Thế dạo này không hơn thua nữa à? Em không thua được bao nhiêu mệt rồi. Tốt. Mà sao được đấy là ăn không được. Mình đi ăn Australia vào. Không ăn được. Mà sao không nhận lời ai đấy? Em cần ăn mấy con Giang này, bán 4 con 26029 này đi. Em bán 4 con dưới rồi. Em bán hết mấy con make up rồi. Hả? Bán hết mấy con make up rồi. Không. Nên chị add lumen vào mà sẽ được. Thật lỗi anh mốt thôi. Nhưng mà lại bán mấy con make up xem được. Xin chào các bạn nha, mình apply đây. Tôi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.